thực vật dược. Tế bào và mô thực vật. Mục tiêu học tập: 1. Trình bày được hình dạng và kích thước của tế bào thực vật. 2. Trình bày được cấu tạo, chức năng của tế bào thực vật. 3. Nêu được đặc điểm chính và chức năng của 6 loại tế bào thực vật, là đơn vị giải phẫu và sinh lý của cơ thể thực vật. Tất cả mọi cơ thể sống đều được cấu tạo nên bởi các tế bào. Cơ thể thực vật được cấu tạo từ nhiều tế bào, chỉ có một số ít được cấu tạo từ một tế bào. Hình dạng kích thước tế bào, hình dạng rất đa dạng. Kích thước tế bào, rất nhỏ, tùy từng loại mô và loài thực vật. Tế bào mô thực vật, từ 10 đến 30 microsomet. Tế bào vi khuẩn, vài microsomet. Tế bào virus, phải quan sát bằng kính hiển vi điện tử. Tế bào lớn, mắt thường cũng nhìn thấy. Thép bưởi, sợi đay, sợi gai, sợi lành. Cấu tạo tế bào thực vật, gồm vách tế bào, nhân, thể nguyên sinh. Vách tế bào là lớp vỏ cứng bao bọc xung quanh tế bào. Chức năng, ngăn cách tế bào với nhau và với môi trường bên ngoài. Vách tế bào có hai lớp: 1. Lớp cellulo, vỏ cứng bao quanh tế bào. 2. Lớp pectin, gắn lớp cellulo của các tế bào lân cận lại với nhau. Vách tế bào có khả năng thay đổi tính chất như hóa gỗ, hóa bẩn, hóa cutin, từ đó làm tăng độ cứng rắn, dẻo dai, bền vững của thành tế bào. Nhân tế bào là khối cầu ở giữa tế bào, hình dạng, hình tròn, màu dục. Kích thước tế bào, từ 5 đến 10 microsomet. Thành phần, protein chiếm 80%, acid desoxyribonucleic chiếm 10%, 3,7% là acid ribonucleic, 5% là phospholipid, 1,3% là ion kim loại. ADN và ARN quyết định vai trò sinh lý của nhân. Cấu tạo, màng nhân, chất nhân, hạch nhân, vai trò, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, duy trì và truyền thông tin di truyền, tham gia vào quá trình tổng hợp chất và tổng hợp các thành phần của tế bào, điều hòa các sản phẩm quang hợp, tạo ra tinh bột, giúp tế bào lông hút của rễ hấp thụ thức ăn, tham gia tạo màng tế bào. Thể nguyên sinh, chất tế bào, các thể sống nhỏ, không bào, thể vùi. Chất tế bào là thành phần cơ bản của một tế bào, toàn bộ phần bên trong màng pectocellulo, ngoài màng nhân, trừ nhân, thể tơ, thể lạp, thể Golgi, thể ribo, thể vùi, không bào, các bào quan, chức năng, giúp tế bào sống và sinh trưởng. Tính chất là một chất lỏng, nhớt, có tính đàn hồi, trong suốt, không màu, trông giống lỏng trắng trứng, không tan trong nước, chịu nhiệt kém, ở nhiệt độ từ 50 đến 60 độ C chúng mất khả năng sống. Chất tế bào ở hạt, quả khô có thể chịu được nhiệt độ cao hơn. Thành phần hóa học của chất tế bào. Chất tế bào có thành phần hóa học vô cùng phức tạp và không ổn định. Chất chính là nước, từ 70 đến 80%. Ngoài ra, protein, glucid, lipid và các nguyên tố vi lượng. Chất tế bào là chất một chất sống có đủ các hiện tượng đặc trưng cho sự sống như dinh dưỡng, hô hấp, tăng trưởng, vận động, các thể sống nhỏ, các bào quan, thể tơ, ti thể, thể lạp, thể Golgi, thể ribo, ribosome. Thể tơ, hay còn gọi là ti thể, tổ chức rất nhỏ bé chỉ gặp ở những tế bào có nhân điển hình, hình dạng, hình hạt, hình sợi, hình chuỗi hạt, vai trò, nơi xảy ra quá trình hô hấp, hấp thụ oxy, giải phóng CO2, nước, giải phóng năng lượng cho các hoạt động khác của tế bào, là trung tâm hô hấp, nhà máy năng lượng của tế bào. Thể lạp, ở tế bào thực vật có diệp lục, phân loại, theo chất màu, lạp lục, màu xanh lục, kích thước, từ 4 đến 10 microsomet, hình dạng, ở thực vật bậc cao, hình cầu, hình màu dục, hình thấu kính, hình thoi, ở tảo, lạp lục có hình xoắn ốc ở tảo xoắn, hình ngôi sao ở tảo sao, vai trò, tổng hợp các chất, đồng hóa, ở cây xanh và tảo. Lục lạp trong tế bào, lục lạp tảo xoắn, lục lạp tảo sao. Thể lạp, lạp màu, màu sắc khác màu xanh lục, vàng, da cam, đỏ, tím, ở hoa, quả, rễ, chức năng, quyến rũ côn trùng để thụ phấn cho hoa, lôi cuốn các loài chim để phát tán quả và hạt. Lạp không màu, thường gặp ở những cơ quan không màu như mô phân sinh, hoa màu trắng, nội nhũ của hạt, hình dạng, hình cầu, hình màu dục, hình thoi, hình que, chức năng, đúc luyện tinh bột từ glucid dư thừa. Thể Golgi, cấu tạo, hình đĩa dẹt hay tấm bẹt, mỗi tấm chứa 5 đến 10 túi, một số bong bóng nhỏ ở đầu mỗi tấm, bề mặt có nhiều bong bóng lớn hơn. Chức năng,
tạo màng khung của tế bào thực vật. Màng thể ribosome là những hạt nhỏ, không có màng bao bọc, chứa nhiều acid ribonucleic, tồn tại trong tế bào dưới dạng tự do, dạng chuỗi nhỏ 5 đến 10 ribosome tạo thành polysome, liên kết với mạng lưới nội chất hạt, với màng nhân, chức năng, tổng hợp protein cho tế bào. Không bào, khoảng trống trong tế bào chứa đầy chất lỏng, dịch không bào hay dịch tế bào, thành phần, gồm nhiều chất khác nhau, nước, muối khoáng, glucid, acid hữu cơ, glycoside, vitamin, trong đó nhiều chất có tác dụng chữa bệnh quan trọng, chức năng, tích lũy chất dự trữ, cặn bã, và vai trò trong tính thẩm thấu của tế bào. Thể vùi, là chất dự trữ hay chất cặn bã trong tế bào, dạng dự trữ gồm có, loại tinh bột, loại protein, và loại lipid. Loại lipid gồm có, giọt dầu mỡ, giọt tinh dầu, nhựa và gôm. Dạng cặn bã có một loại tinh thể. Thể vùi loại tinh bột, chất dự trữ phổ biến, phân bố, rễ củ, thân rễ, thân củ, hạt. Mỗi loại cây có hình dạng tinh bột riêng, kích thước cũng khác nhau, phục vụ cho kiểm nghiệm. Thể vùi loại hạt tinh bột khoai tây. Thể vùi loại protein, hạt aleuron, là những hạt protein dự trữ, không màu, hình cầu hay hình bầu dục. Thể vùi loại lipid, ba dạng, giọt dầu mỡ, hạt lạc, vừng, hướng dương, không mùi và để lại vết mờ trên giấy, giọt tinh dầu, mùi thơm, ví dụ, họ hoa môi, họ long não, bạc hà, quế, nhựa và gôm. Sản phẩm oxy hóa và trùng hợp hóa một số dầu, có ứng dụng nhiều nhất trong làm thuốc, dược liệu. Thể vùi loại tinh thể canxi oxalat, có nhiều hình dạng khác nhau, hình lăng trụ, vỏ hành ta, hình cầu gai, lá trúc đào, hình hạt cát, cà độc dược, hình sao, rễ tam thảo, hình kim, bèo tây. Tinh thể canxi carbonat, thường gặp trong lá đa, lá vòi voi, lá dâu tằm dưới dạng một khối xù xì như quả mít, gọi là túi đá. Dựa vào hình dạng khác nhau của các tinh thể, ta có thể phân biệt các loại dược liệu khi soi bột của chúng dưới kính hiển vi. Một số loại tinh thể canxi oxalat. Một, nhân còn. 2. Màng nhân. 3. Thể Golgi. 4. Thể ribo. 5. Nạp thể. 6. Vách tế bào. 7. Ti thể. 8. Chất tế bào. 9. Vách tế bào. 10. Không bào. 11. Nhiễm sắc thể. Trong tế bào thực vật có rất nhiều tế bào, như vậy các tế bào sẽ không hoạt động một cách đơn lẻ. Vậy chúng làm thế nào để hoạt động một cách đồng bộ để có thể phục vụ sự sinh trưởng và phát triển của cây? Các tổ chức của chúng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo. Mô thực vật, định nghĩa, là một nhóm tế bào phân hóa giống nhau về hình thái giữ cùng chức phận sinh lý. Có phải loài thực vật nào cũng có mô không? Bởi lẽ có những loài thực vật đơn bào. Câu trả lời là không. Các cơ thể thực vật bậc thấp dù là đa bào cũng không tồn tại mô. Dựa vào chức năng sinh lý, hình dạng và nguồn gốc tế bào chia ra thành 6 loại mô. 1. Mô phân sinh. 2. Mô mềm. 3. Mô che chở. 4. Mô nâng đỡ. Mô cơ giới. 5. Mô dẫn. 6. Mô tiết. Mô phân sinh là những tế bào non chưa phân hóa, vách mỏng bằng cellulo, không có chất dự trữ dinh dưỡng, xếp xít nhau, không để hở những khoảng gian bào, phân chia rất nhanh để tạo thành các thứ mô khác. 1. Mô phân sinh ngọn. 2. Mô phân sinh gióng. 3. Mô phân sinh bên. Mô phân sinh cấp 2. Mô phân sinh ngọn. Vị trí: đầu rễ non, ngọn thân cây. Phân sinh rất nhanh tạo thành các thứ mô khác của rễ và thân, làm cho rễ và thân cây mọc dài ra. Mô phân sinh gióng, gặp ở cây họ lúa, thân cây mọc dài thêm ở phía gốc. Mô phân sinh bên, mô phân sinh cấp 2, giúp cây tăng trưởng theo chiều ngang, có hai loại, tầng sinh bần, tầng sinh vỏ, ở phần vỏ của rễ và thân cây, phía ngoài, tạo ra lớp bần, lớp vỏ che chở thân già và rễ, phía trong, tạo ra mô mềm cấp 2, vỏ lục, tầng sinh li bi gỗ, tầng sinh trục, ở trụ giữa của thân và rễ, phía ngoài, sinh li bi cấp 2, phía trong, sinh gỗ cấp 2. Mô phân sinh bên, mô phân sinh cấp 2. Mô mềm là những tế bào sống chưa phân hóa nhiều, màng mỏng bằng cellulo, trong chứa các chất dự trữ hay diệp lục, xếp xít nhau, hoặc để hở những khoảng gian bào. Chức năng: liên kết các mô với nhau, giữ chức năng đồng hóa hay dự trữ,
có hai loại mô mềm: 1. Mô mềm hấp thụ, 2. Mô mềm đồng hóa, 3. Mô mềm dự trữ. Mô mềm hấp thụ, tầng lông hút của rễ cây, nhiệm vụ hấp thụ nước và muối vô cơ hòa tan trong nước. Mô mềm đồng hóa gồm những tế bào chứa nhiều lạc lụ để thực hiện chức năng quang hợp, nằm dưới biểu bì lá và thân non, trong lá cây lớp ngọc lan. Mô mềm đồng hóa có hai dạng: mô mềm hình dậu, tế bào dài hẹp, xếp xít nhau, nằm thẳng góc với mặt lá; mô mềm xốp, mô khuyết, không đều, để hở những khoảng gian bào chứa đầy khí. Mô mềm đồng hóa. Dưới đây là hình ảnh mô dậu ở lá sim, phiến lá quýt. Mô mềm dự trữ. Cấu tạo: tế bào có màng mỏng bằng cellulo, hở những khoảng gian bào nhỏ, chứa nhiều chất dự trữ nuôi cây, đường, tinh bột, nước, không khí, dầu. Hình: mô mềm dự trữ khí ở cuống lá súng, mô mềm dự trữ tinh bột ở rễ muống biển. Hình: mô mềm đồng hóa ở thịt lá chuối bó. 1. Biểu bì trên. 2. Lớp dưới biểu bì. 3. Mô dậu. 4. Mô xốp. 5. Biểu bì dưới. Mô che chở. Chức năng: bảo vệ các bộ phận của cây. Vị trí: ở mặt ngoài của các cơ quan, mang tế bào biến đổi thành chất không thấm nước và khí. 1. Biểu bì. 2. Bần. Biểu bì. Cấu tạo: một lớp tế bào sống bao bọc phần non của cây, có lỗ khí và lông. Đặc điểm kiểm nghiệm: lỗ khí, lỗ thủng trong biểu bì để trao đổi khí, đi kèm với 1, 2, 3, 4 tế bào bạn. Cơ chế đóng mở lỗ khí có thể giải thích như thế nào? Tế bào lỗ khí có chứa lạc lụ, nhờ đó khi ở ngoài sáng chúng tiến hành quang hợp và tạo thành đường, làm tăng nồng độ của dịch tế bào, nước của các tế bào bên cạnh vào tế bào lỗ khí. Do vách ngoài của tế bào mỏng, dễ co giãn, còn vách trong rất dày chịu được sức kéo căng làm lỗ khí mở ra. Biểu bì lá khoai lang. 1. Biểu bì dưới. 2. Biểu bì trên. Biểu bì lá lẻ bạn. Hình cắt ngang. B. Hình nhìn từ bề mặt. 1. Vách ngoài. 2. Vách bên. 3. Vách trong. 4. Lỗ khí. Biểu bì. Lông. Tế bào biểu bì mọc dài ra ngoài, bảo vệ, giảm bớt sự thoát hơi nước. Lông che chở hoặc lông tiết. Hình: 1. Lông đơn bào ở lá sắn. 2. Lông đa bào một sảy ở thân bí ngô. 3. Lông đa bào hình sao ở lá dương xỉ. 4. Lông đa bào phân nhánh ở kẻ hoa đào. Hình ảnh mô cây ké hoa vàng. Bần. Cấu tạo: nhiều lớp tế bào chết, bao bọc phần già của cây. Vách tế bào đã biến thành bần không thấm khí và nước, giúp cây chống lạnh. Nguồn gốc: từ tầng sinh bần. Mô nâng đỡ. Hai mô cơ giới. Cấu tạo: những tế bào có vách dày cứng. Chức năng: nâng đỡ, như bộ xương của cây. Có hai loại: 1. Mô dày. 2. Mô cứng. Mô dày. Cấu tạo: những tế bào sống, vách dày bằng cellulo. Vị trí: chỗ lồi hoặc lõm của cây, thân cây, cuống lá, gần giữa lá cây lớp ngọc lan. Mô dày. Đây là hình ảnh mô thân cỏ xước, lá ké đầu ngựa và lá lốt. Mô cứng. Cấu tạo: những tế bào chết, vách dày hóa gỗ ít nhiều, nằm sâu trong những cơ quan không có khả năng mọc dài được nữa, có nhiều lỗ hay ống nhỏ xuyên qua màng. Mô cứng. Có 3 loại mô cứng. Tế bào mô cứng, hình khối nhiều mặt, đường kính đều nhau, đứng riêng lẻ, mọc thành đám hoặc lớp dày quanh hạt. Hạch cứng, thể cứng, nằm riêng lẻ, tương đối lớn, có khi phân nhánh. Sợi mô cứng, dài, hình thoi, có khoang tế bào rất hẹp, sợi vỏ cây quế, đay, gai. Mô dẫn. Cấu tạo: các tế bào dài, xếp nối tiếp nhau thành từng dãy dọc song song với trục của cơ quan. Chức năng: dẫn nhựa. Vố: dẫn nhựa nguyên. Nước: các muối vô cơ hòa tan trong nước, do rễ hút từ dưới đất lên, có 3 thành phần: mạch ngăn và mạch thông. Dẫn nhựa nguyên: mạch ngăn, quản bào, có vách ngăn ngang; mạch thông, mạch vỗ, không có vách ngăn, tạo ống thông suốt. Sợi vỗ: những tế bào chết, hình thoi dài, vách dày hóa gỗ, nhiệm vụ nâng đỡ. Mô mềm vỗ: những tế bào sống, màng mỏng bằng cellulo, có thể hóa gỗ, nhiệm vụ dự trữ. Ly bè, dẫn nhựa luyện, dung dịch các chất hữu cơ do cây xanh quang hợp tạo thành. Có 4 thành phần: mạch dây, tế bào kèm, mô mềm ly bì, sợi ly bì, mạch dây, những tế bào sống xếp nối tiếp nhau thành từng dãy, vách mỏng bằng cellulo, vách ngang có nhiều lỗ thủng nhỏ, giữa là một không bào lớn chứa nhựa luyện.
Những tế bào sống bên cạnh mạch dây tiết enzyme giúp mạch dây thực hiện các phản ứng sinh hóa trong mạch và tế bào chất không đông lại để vận chuyển. Mô mềm Leber, những tế bào sống vách mỏng bằng cellulose chứa chất dự trữ như tinh bột, sợi Leber, những tế bào dài, hình thoi, có vách dày hóa gỗ hay không hóa gỗ và có khoang hẹp làm nhiệm vụ nâng đỡ. Bó Leber gỗ ở thân bắc, bó Leber gỗ hình chữ V ở thân mang tây. Mô tiết, cấu tạo, những tế bào sống vách bằng cellulose, chức năng, tiết ra các chất cặn bã đối với cây, tinh dầu, nhựa, gum, tannin và thường tồn tại trong cây, có 5 loại, 1, biểu bì tiết, 2, lông tiết, 3, tế bào tiết, 4, túi tiết và ống tiết, 5. Biểu bì tiết, hay gặp ở cánh hoa, hồng, ngọc lan, nhài, tiết ra tinh dầu thơm, tuyến mật tiết ra mật hoa lôi cuốn côn trùng. Lông tiết, gặp ở họ hoa môi, nằm ở lớp ngoài cùng của biểu bì, gồm một chân và một đầu, đơn bào hay đa bào, tiết ra tinh dầu, đặc điểm nhận dạng dược liệu. Hình 1. Lông tiết ở cây bắt rồi. 2. Lông tiết ở thân bí ngô. Hình ảnh lông tiết ở lá cây húng chanh, thân cây hương nhu trắng, lá cây cúc hoa. Tế bào tiết, nằm rải rác trong mô mềm, tiết ra chất tiết như thân trầu không, lá long não, quả cây đại hồi, tiết ra tinh dầu dễ cất lấy, ở lá ổi, rễ củ cây hà thủ ô đỏ, tiết ra tannin. Túi tiết và ống tiết, lỗ hình cầu, túi, hai hình trụ, ống, được bao bọc bởi những tế bào tiết, chứa đựng những chất do những tế bào tiết tiết ra. Ví dụ, túi tiết của nụ hoa đinh hương chứa tinh dầu. Phần cuối, ống, nhựa mủ, những ống dài, hẹp, phân nhánh nhiều, đựng một chất lỏng, gọi là nhựa mủ màu trắng như sữa, cây trúc đào, cây dưa, hoặc màu vàng, cây gai cua, một số chứa hoạt chất, morphine, codeine, hay gặp ở các họ, thầu dầu, trúc đào, thuốc phiện, giúp.